Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ và bậc tôn sư đất Nam Kỳ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, trong lịch sử văn học Việt Nam có ghi dấu một người thầy được coi là nhà thơ và bậc tôn sư đất Nam Kỳ. Người thầy giáo ấy chính là tác giả của truyện Lục Vân Tiên, nổi tiếng trong văn học. Điều đặc biệt hơn cả là người thầy ấy dù bị mù đôi mắt nhưng vẫn mở trường dạy học, bốc thuốc cứu người và tham gia bàn bạc công việc cứu nước. Thực là một tấm gương cho thế hệ trẻ ngày nay. Không ai khác, đó chính là Nguyễn Đình Chiểu. Tiểu sử của Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 1 tháng 7 năm 1822 và mất năm 1888. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở quê mẹ là làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Ngày nay thuộc phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cha ông là Nguyễn Đình Huy, làm thư lại ở Văn Hàn Ti thuộc Tổng Trấn Gia Định Thành và là người làng Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, nay thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi lớn lên, ông cưới vợ ở đây và đã có hai con, một trai và một gái. Khi tả quân Lê Văn Duyệt được triều đình Huế phái vào làm Tổng Trấn Gia Định Thành, Nguyễn Đình Huy đi theo tả quân để tiếp tục làm thư lại ở Văn Hàn Ti thuộc dinh Tổng Trấn. Ở Gia Định, ông Huy có thêm người vợ thứ là bà Trương Thị Thiệt, người làng Tân Thới, sinh ra 7 người con, 4 trai, 3 gái, và Nguyễn Đình Chiểu chính là con đầu lòng. Ngày còn nhỏ, Nguyễn Đình Chiểu ở với mẹ và được mẹ nuôi dạy. Đến khi ông lên 6-7 tuổi, thì mẹ ông cho theo học với một ông thầy đồ ở trong làng. Vào năm 1832, tả quân Lê Văn Duyệt mất. Năm sau, 1833, con nuôi của tả quân là Lê Văn Khôi đã làm cuộc nổi dậy chiếm thành Phiên An ở Gia Định, rồi chiếm cả Nam Kỳ do bất mãn. Sách Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam có ghi rằng vào năm 1833, Lê Văn Khôi nổi lên chống Triều Nguyễn, chiếm Gia Định. Nguyễn Đình Chiểu theo cha về Thừa Thiên tránh loạn và học tập. Cha ông bị cách hết chức tước, nhưng vì thương con nên đã lén trở vào Nam, đem ông ra gửi cho một người bạn đang làm thái phó ở Huế để tiếp tục việc học. Nguyễn Đình Chiểu sống ở Huế với gia đình người bạn của cha từ năm 11 tuổi cho đến năm 18 tuổi thì trở về Gia Định. Năm 1841, Nguyễn Đình Chiểu quay trở về Gia Định và thi đỗ tú tài. Lúc đó ông 21 tuổi. Ông được người nhà họ Võ hứa gả con gái cho. 4 năm sau, Nguyễn Đình Chiểu quay lại Huế học để chờ thi hương, quyết chí đỗ cử nhân. Khi đó, ông đi cùng với người em trai là Nguyễn Đình Tự, 10 tuổi. Vào ngày rằm tháng 11 năm Mậu Thân, tức là ngày 31 tháng 12 năm 1848, nghe tin mẹ của Nguyễn Đình Chiểu mất ở Gia Định, ông bỏ thi và dẫn em của mình theo đường bộ trở về Nam chịu tang mẹ. Trên đường trở về, ông vừa đi vừa khóc vì thương mẹ bao năm vất vả, sương gió. Và vì đường xa, thời tiết thất thường nên đến Quảng Nam thì Nguyễn Đình Chiểu bị ốm nặng, dẫn đến bị mù hai mắt. Ông được gia đình một thầy thuốc vốn dòng dõi ngự y nhận chữa trị và cho nghỉ dưỡng. Mặc dù bệnh không hết, nhưng ông lại học được nghề bốc thuốc. Lầm cảnh mù mắt nên hôn thê cũng bị bội ước, cửa nhà sa sút. Nguyễn Đình Chiểu đóng cửa chịu tang mẹ cho đến năm 1851, thì ông quyết định mở trường dạy học và làm thuốc ở Bình Vi, Gia Định. Có lẽ câu chuyện về Lục Vân Tiên ra đời từ đó. Về sự kiện này, sách Những Người Thầy Trong Sử Việt có ghi lại rất cụ thể. Ông Đồ Chiểu mù, dạy học, làm thuốc và sáng tác thơ văn yêu nước. Khi Nguyễn Đình Chiểu mở trường dạy học và làm thuốc ở Bình Vi, có rất nhiều học sinh theo học. Nguyễn Đình Chiểu được gọi là Đồ Chiểu từ đó. Đến năm 1854, Lê Thị Điền là người làng Thanh Ba, huyện Cần Duộc, trước thuộc Gia Định,
nay thuộc tỉnh Long An, cũng là em gái thứ 5 của Lê Tăng Quýnh, học trò của Nguyễn Đình Chiểu. Vì cảm phục và mến thương người thầy, đã xin gia đình tác hợp. Được gia đình đồng ý, Nguyễn Đình Chiểu đã cưới Lê Thị Điền. Tập truyện thơ Dương Từ Hà Mậu của ông có lẽ được bắt đầu sáng tác vào thời gian này. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Việt nên kế hoạch của Pháp thất bại. Chúng chuyển hướng tấn công xuống Gia Định. Lý do là vì Gia Định và Nam Kỳ là một vựa lúa lớn giúp đảm bảo lương thực. Và nếu chiếm được Gia Định thì sẽ cắt đứt được con đường tiếp tế lương thực cho triều đình. Ngoài ra, hệ thống giao thông thủy lợi thuận tiện, đi lại dễ dàng, từ đó có thể thực hiện đánh chiếm luôn Campuchia. Đến năm 1859, giặc Pháp tiến đánh Gia Định. Sau đó, chúng mở rộng ra toàn bộ Nam Kỳ. Đang dạy học, ông phải cùng gia đình phải chạy về quê vợ ở Cần Giuộc, Chợ Lớn để sinh sống. Tại đây, ông lại tiếp tục dạy học và bốc thuốc cứu người. Ông làm bài thơ chạy giặc là do thấy vô cùng đau đớn trước thảm cảnh mà quân Pháp đã gây nên cho đồng bào và rất thất vọng về sự hèn yếu, bất lực của triều đình. Cũng từ đây, ông tham gia bàn cả việc nước. Sách Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam có ghi rằng trong thời gian ở Cần Giuộc, Nguyễn Đình Chiểu đã tham gia bàn bạc công việc cứu nước với các bạn hữu như Phan Văn Trị, Hồ Huân Nghiệp, Bùi Hữu Nghĩa, liên hệ mật thiết với người đốc binh tên là người chỉ huy anh dũng trong trận Cần Giuộc, tích cực giúp đỡ nghĩa quân. Trong đó có cả Trương Định, vẫn thường hay đến hỏi ý kiến và coi ông như người tham mưu cho mình. Đêm rằm tháng 11 năm Tân Dậu, tức ngày 16 tháng 12 năm 1861, những nghĩa sĩ mà trước đây vốn là nông dân, vì quá căm phẫn kẻ ngoại xâm đã quả cảm tập kích đồn Pháp ở Cần Giuộc, tiêu diệt được một số quân của đối phương và viên tri huyện người Việt đang làm cộng sự cho Pháp. Trong số đó có khoảng 15 nghĩa sĩ đã bỏ mình. Đó là những tấm gương khiến nhiều người dân xúc động. Và Nguyễn Đình Chiểu đã làm bài văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc để đọc tại buổi tri điệu các nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận đánh này. Ông làm theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định là Đỗ Quang. Năm 1862, triều đình ký với Pháp bản hòa ước bất bình đẳng năm Nhâm Tuất. Theo đó, ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ mất về tay Pháp. Phong trào tị địa diễn ra mạnh mẽ. Nguyễn Đình Chiểu cùng với gia đình phải rời Thanh Ba, Cần Giuộc để về Ba Chi, Bến Tre. Chia tay với bạn bè thân quen, ông làm bài thơ Từ biệt cố nhân. Khi về Ba Chi, Bến Tre, ông tiếp tục dạy học, làm thuốc và đem ngòi bút yêu nước của mình ra phục vụ cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào Nam Kỳ suốt trong hơn 20 năm, dù cho ông có bị mù lòa. Vào năm 1863, em trai út của ông là Nguyễn Đình Huân hy sinh ở trận Cần Giuộc. Năm 1864, thủ lĩnh của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gò Công là Trương Định bị thương rồi tuẫn tiết ở Ao Dinh. Nghe vậy, Nguyễn Đình Chiểu vô cùng xúc động nên đã làm bài văn tế và 12 bài thơ liên hoàn để điếu Trương Định. Đến năm 1867, 6 tỉnh Nam Kỳ bị giặc chiếm. Nguyễn Đình Chiểu vì mù lòa không đi ra vùng tự do ở Bình Thuận được nên tiếp tục dạy học ở Bến Tre và bất hợp tác với thực dân. Nhiều lần quan cai trị Pháp tìm cách mua chuộc ông nhưng đều thất bại. Cùng năm đó, Nguyễn Đình Chiểu có đến dự lễ rước đưa di hài nhà giáo Võ Trường Toản từ làng Hòa Hưng, Gia Định về táng ở Bảo Thạnh, Ba Chi. Lễ rước này do kinh lược sứ Phan Thanh Giản và đốc học Vĩnh Long Nguyễn Thông tổ chức. Tháng 8 cùng năm, vì không giữ được thành Vĩnh Long nên Phan Thanh Giản tuẫn tiết. Nguyễn Đình Chiểu có làm hai bài thơ để điếu ông. Quyển thơ Ngư Tiểu Vấn Đáp Nho Y Diễn Ca có thể là do ông bắt đầu soạn trong năm này. Vào năm 1868, Phan Tòng, còn có tên là Phan Ngọc Tòng, là thủ lĩnh kháng Pháp ở Ba Chi, hy sinh. Ông đã làm 10 bài thơ điếu.
Đến năm 1877, Nguyễn Đình Chiểu và gia đình rời đến sinh sống tại làng An Bình Đông, sau đổi là An Đức, cách chợ Ba Chi khoảng 2 cây số. Năm 1883, Michel Ponson là tỉnh trưởng Bến Tre đã đến nhà để yêu cầu ông nhuận chính quyển thơ Lục Vân Tiên, đồng thời ngỏ ý trao trả lại ruộng vườn của ông mà họ đã chiếm đoạt. Ông khẳng khái đáp: "Đất vua không ai trả thì đất riêng của tôi có giá gì?" Rồi khước từ mọi hứa hẹn giúp đỡ của chính quyền thực dân. Lại hỏi ý muốn riêng của ông đáp muốn tế vong hồn nghĩa sĩ Lục Tỉnh và được viên tỉnh trưởng chấp thuận. Sau đó ông tổ chức lễ tế tại chợ Ba Chi và đọc bài Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục Tỉnh. Lục Vân Tiên và những tác phẩm để đời của ông Đồ Chiểu. Như đã nói ở trên, Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là một nhà giáo, thầy thuốc mà còn là nhà thơ. Ông được coi là ngôi sao sáng nhất trong nền văn học ở miền Nam nửa sau thế kỷ 19. Vào năm 1851, ông viết truyện thơ Lục Vân Tiên, tỏ rõ lòng yêu chính nghĩa, ghét gian tà. Câu chuyện về chàng Lục Vân Tiên có những điểm tương đồng với Đồ Chiểu như bỏ dở thi cử để về quê chịu tang mẹ, rồi bị bệnh và mù hai mắt. Vân Tiên sau đó còn bị sĩ tử đố kỵ với tài năng và gia đình đã hứa gả con gái cho hãm hại. Hết đẩy xuống sông, lại bỏ một mình vào hang sâu trong rừng. Trải qua nhiều sóng gió, Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga được hạnh phúc. Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhận xét về tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu rằng đây là bản trường ca, ca ngợi chính nghĩa, những đạo đức đáng quý trọng ở đời, ca ngợi những người trung nghĩa. Chuyện thơ Lục Vân Tiên đã có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều tầng lớp nhân dân và được lưu truyền dưới hình thức sinh hoạt văn hóa như kể thơ, nói thơ Vân Tiên, hát Vân Tiên. Cho đến nay, tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị trong nền văn học Việt Nam. Lục Vân Tiên được chuyển thể thành phim, chèo và cải lương. Thời gian này, Nguyễn Đình Chiểu viết Dương Tử Hàm Mậu, Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, bài thơ Chạy giặc, Tan chợ cùng với nhiều các tác phẩm thơ, văn tế, hịch, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chiến đấu chống giặc. Áng Văn Bất Hủ, Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc của ông cũng là một tác phẩm tiêu biểu. Đây là tác phẩm có lời lẽ vô cùng bi tráng, thống thiết. Kiệt tác văn chương này làm rung động mãnh liệt tâm hồn, tình cảm của nhân dân cả nước. Các tác phẩm của ông phần lớn viết bằng chữ Nôm. Điều đó thể hiện sự bình dị, tinh thần dân tộc trong con người ông. Cuốn Những người thầy trong sử Việt đánh giá, Nguyễn Đình Chiểu là một chiến sĩ văn hóa, đồng thời là chiến sĩ giáo dục. Năm 1886, vợ ông là bà Lê Thị Điền mất lúc 51 tuổi. Nguyễn Đình Chiểu buồn rầu vì vợ mất, vì cảnh nước mất nhà tan đã bấy lâu, vì bệnh tật ngày càng trầm trọng. Hai năm sau, tức năm 1888, Nguyễn Đình Chiểu cũng qua đời tại Ba Chi, thọ 66 tuổi. Ông được an táng cạnh mộ của vợ, nay thuộc ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà nho tiết tháo, sống theo đạo nghĩa. Tuy bị mù và trải qua lúc biến loạn, nhưng vẫn giữ được phẩm cách thanh cao. Ông không chỉ là người con có hiếu, người thầy mẫu mực, mà còn là một nhà thơ yêu nước, đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Để tôn vinh ông, vào năm 1965, Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam đã lập ra Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu để dành tặng cho các tác giả, tác phẩm nổi bật trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở miền Nam. Hiện nay, nhiều tên đường tại các thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, v.v. và tên trường học, nhất là các trường dành cho trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, mang tên của ông. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ và bậc tôn sư đất Nam Kỳ. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.